2 ngày 2 tháng 2 ông khách ở Sóc Trăng. Ông chốt mấy ông bò rồi. Chuẩn bị lên xe. Rồi anh dẫn mấy ông bò lên mẹ mày. À, anh biểu lên anh chạy vô. Anh vô xe em. Rồi ông anh không đi. Giao ông anh chở đi chứ còn chuyến đi đâu xíu. Đi Sóc Trăng. Ôi dính chặt nha. Về Sóc Trăng mày. Bò mẫu được kỳ không. Đi. Đi lên. Lên. Đi. Đi. Trời ơi dính giò. Đi. Trời ơi đồng phóng mình ngồi ghê. Đi lên con. Để em lấy sợi dây. Anh cột này mẹ mày. Cột cái này nè. Xỏ đây. Rồi vừa vô đây cột cái cánh cửa này trên nó đựng mật. Cái này rút mày. Để đi rồi. Còn nữa rồi đúng không? Ừ. Ừ gì nữa. Anh cột cái này mẹ. Bò mẫu khéo cực kỳ luôn. Không biết cột bò cái đâu nó lại cột bò trời. Không biết cột nữa. Đâu cột cái cách sao nó không biết cách sao. Một hàng. Đâm đầu luôn. Ừ, đâm đầu vô luôn. Sắp một hàng trước đi. Sắp thúc một hàng trước luôn. Đi. Đi con. Đi đi. Rồi chạy lên nó phóng lên xe luôn. Đi. Đi đi đi. Đi lên. Đi con. Đi con. Đi. Đó. Sát nha, thúc sát cho luôn nha. Thúc sát vô rồi. Thúc sát vô. Cô lại nói ấy cái giò. Không sao. Không không sao được, nó tê chút. Nó tê chút á. Không ăn thôi đâu. Lên xe xuống xe bị quậy. Rồi dẫn ra là gịch lên liền. Đi. À, lên liền. Đi lên liền. Ngoài vô dữ dằn rồi thẳng nhỏ quá. Gì chứ, tao ba bê cho em nữa. Cái tầm nó lên nó không ít xíu. Lên ngoài có cây cái để đó nó đi giật giục tay đi luôn. Giật giục tay đi luôn. Quay vô, giật vô vậy. Đó lên luôn. Đi lên. Đi con. Chính rồi. Ngoái vô.
Đi 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 đi. Đó ngon quá. Ngon quá. Bị thất sát luôn. Rồi bò tư chiến này giao cái lô bò này cho anh khách này ở Sóc Trăng. Bị giao cho khách. Bốn con bò hàng huyết. Một dây một xe là chín con nữa. Còn có bê phóc kem, bê cơ bắp. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến đây bò cùng tham khảo nha. Dũng chốt ngoài cầm bò uống béo coi gì được rồi á. Con chặt nha anh. Xác rồi được rồi. Ừ, con lóng lóng nó chuột, mất công nha. Không, con chặt rồi mà. Rồi sao? Thì cái xe là gì? Hả? Thì con xe là gì? Ờ, cục xe. Con xe luôn. Con xe mà. Con này có cái nữa đi. Ừ, chắc cái nữa đi. Địa chỉ trại là Hưng Lộ 19, gần Ủy ban xã Nhân Quý Tân. Giao lô của trại là 0395168767, trại bò tự chiến. Mình anh em có chốt thì mình quay Zalo trực tiếp lại một lần nữa cho anh em chốt để thấy cụ thể hơn á. Còn lô này mình giao cho anh khách này ở là Sóc Trăng, nhà anh dắt lên giùm